Hữu Trung và Hằng My rất vui được quay trở lại và gặp quý vị và các bạn trong bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Bản tin kinh tế nông nghiệp được phát sóng vào lúc 7 giờ sáng thứ Hai, sáng thứ Tư, sáng thứ Sáu trên kênh BPTV1 và vào lúc 8 giờ 15 phút cùng ngày trên kênh BPTV2 và các hạ tần số của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Vâng, và chúng tôi thì luôn luôn cảm ơn phân bón Mặt Trời Mới cùng với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Quý vị và bà con thân mến, thời tiết nắng nóng như thế này thì Hằng My cũng có một lưu ý nhẹ, đó là chúng ta cần nâng cao ý thức để phòng cháy chữa cháy quý vị nha. Ngoài ra thì còn có những cơn mưa đầu mùa kèm theo đó là dông lốc này và sét nữa, cho nên là bà con của chúng ta cũng hãy cẩn thận bảo vệ tính mạng và tài sản sức khỏe của mình bà con nhé. Hằng My này, trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay thì không biết Hằng My có bật mí điều gì độc đáo có trong bản tin sáng nào? Vâng, chắc chắn rồi, sẽ có những tin tức thật là hấp dẫn và bổ ích này. Và ngoài ra thì Hằng My muốn giới thiệu cho anh Hữu Trung và quý vị và bà con một mô hình chăn nuôi rất là độc đáo, đó là mô hình nuôi ấu trùng để làm thức ăn cho gia cầm và còn làm phân bón hữu cơ rất tốt cho cây trồng đấy anh Hữu Trung. Nghe về ấu trùng thì rất là lạ đây. Liệu Hằng My có thể bật mí một chút được không? Hằng My sẽ bật mí ở phần sau chương trình quý vị và bà con nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin nông nghiệp sáng nay. Bình Phước không thể chủ quan lơ là trong công tác phòng chống cháy rừng. Kỹ thuật chăm sóc và bón phân cho sầu riêng giai đoạn nuôi trái. Nuôi heo sực lai cho thu nhập ổn định ở xã Đồng Đơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Độc đáo mô hình nuôi vịt trời bằng ấu trùng ruồi lính đen. Bình Phước đang bước vào mùa mưa nhưng nguy cơ xảy ra cháy rừng vẫn ở mức cao, nguy hiểm. Những ngày này các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo công tác phòng chống cháy, đặc biệt ở những địa bàn xung yếu, khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn. Tại ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp, mặc dù lực lượng còn khá mỏng nhưng với sự đầu tư đồng bộ về trang thiết bị, sự cố gắng, tâm huyết của đội ngũ làm công tác quản lý, bảo vệ rừng, nên thời gian qua, 8.400 hectare rừng mà đơn vị đang quản lý không xảy ra cháy. Trong đó có nhiều diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn ở khu vực sung yếu dọc sông Đắc Huýt và tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia được bảo vệ hiện trạng, giữ diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, qua đó góp phần giảm thiểu thiệt hại cho khu vực hạ du khi có thiên tai, bão lũ xảy ra. Những ngày cuối tháng 4, sầu riêng các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu vào vụ. Giá sầu riêng tại các vườn đang được bán 50.000 đến 55.000 đồng một kg, tăng 10.000 đến 15.000 đồng một kg so với cùng kỳ năm trước. Tại chợ Đồng Xoài, Bình Phước, giá sầu riêng đang tăng 60 đến 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện sầu riêng, ri 6, chuồng bò có giá bán trên dưới 100.000 đồng một kg. Lý giải giá sầu riêng tăng cao, các tiểu thương cho rằng do chi phí đầu vào cao và giá vận chuyển đắt đỏ. Giá vận chuyển hiện tăng 20 đến 30%, thậm chí có nơi tăng 50%. Hằng My này, không biết Hằng My có thích ăn sầu riêng không nhỉ? Vâng, sầu riêng là món khoái khẩu của Hằng My mà Hằng My nghĩ rằng là của tất cả nhiều người nữa. Và Hằng My được biết là hiện nay giá sầu riêng đang tăng cao, chắc chắn là người nông dân sẽ vui mừng đúng không anh? Chính xác là vui mừng vì giá tăng cao, và bên cạnh đó là vui mừng thêm một chút nữa đó là người nông dân được mùa nữa. Bởi vì là hôm vừa rồi Hữu Trung có về thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng thăm mô hình của một nông dân. Nông dân này trồng sầu riêng nhưng mà quả rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì Hữu Trung mời Hằng My cùng quý vị bà con nông dân, chúng ta sẽ về thôn 5, xã Long Bình của huyện Phú Riềng để tìm hiểu về mô hình trồng cây này quý vị nha. Kính thưa quý vị và các bạn, Hữu Trung đang đứng tại vườn sầu riêng nhà ông Lầu Sĩ Điệp tại huyện Phú Riềng. Vườn ông Lầu Sĩ Điệp là một trong những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Phú Riềng. Bên cạnh đó thì năm 2020, ông cũng đã đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi toàn quốc. Để có vườn sầu riêng chữ quả thì đây là một sự kỳ công rất lớn của nhà ông này. Và bây giờ thì quý vị hãy cùng Hữu Trung gặp gỡ ông Lầu Sĩ Điệp để tìm hiểu tại sao sầu riêng nhà ông Lầu Sĩ Điệp lại nhiều trái như vậy. Vâng, xin chào. Chú Lầu Sĩ Điệp, chú có thể chia sẻ kinh nghiệm cũng như là chú bón phân gì mà sầu riêng chú nhiều trái như thế này? Như chú biết là cái vấn đề mà muốn đạt được cái sầu riêng có năng suất cao và nó đòi hỏi cái vấn đề mình chăm sóc rất là kỹ và tỉ mỉ.
Về cái vấn đề chế độ mà phân phướng gì đó là mình phải theo cái chế độ mà định kỳ, với lại cho nó ăn chế độ vừa đủ thôi. Còn cái vấn đề mình cho ăn quá thì nó gây sốc, thì cái trái mình không thể giữ được. Nó có khả năng là đụng trái nhiều, mình không giữ được cái năng suất. Như Hữu Trung được biết thì ở các siêu thị, các cửa hàng thường bán sầu riêng ấy, khi mà người tiêu dùng mua về thì thường có cái hiện tượng là sượng trái. Thì ông có chia sẻ như thế nào cái cách mà khắc phục cái việc sượng trái sầu riêng như thế? Theo kinh nghiệm của tôi thì tôi sẽ phải cân đối về cái chế độ dinh dưỡng của cây, là để cho cây hấp thụ với cái mức vừa tầm, với lại cái chế độ dinh dưỡng NPK đó thì không cho nó thừa đạm và không cho nó thừa lanh. Thì cái chế độ kali các cái nó điều hòa với nhau, và kể cả canxi các cái là nó phù hợp với nhau. Cái chế độ đó, nếu mà làm tốt chế độ đó thì cái vấn đề sượng thì nó không xảy ra. Vâng, cảm ơn nhà nông Lầu Xin Điệp. Kính thưa quý vị và các bạn, cùng đi với Hữu Trung thăm vườn của nhà nông Lầu Xin Điệp hôm nay thì có kỹ sư Nguyễn Văn Đạo. Xin kỹ sư Nguyễn Văn Đạo cho biết là những chia sẻ vừa rồi của nhà nông Lầu Xin Điệp thì theo kỹ sư với tư cách chuyên môn thì kỹ sư có thấy đúng không ạ? Cảm ơn Hữu Trung. Như vậy thì anh Lầu Xin Điệp đã nêu một số cái vấn đề quan trọng trong cái giai đoạn mà chăm sóc cái cây sầu riêng để làm sao mà trái nó được tốt và đặc biệt là chống được sượng trái. Như vậy thì trong cái phần trình bày những cái sượng trái thì tôi cũng xin lưu ý rằng là đối với cây sầu riêng cũng như là sự nghiệp đã nói rồi là cây sầu riêng sượng trái là có nhiều cái vấn đề, nhưng mà đặc biệt quan trọng là cái vấn đề về dinh dưỡng là hết sức quan trọng. Cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề cân đối về nước, và vấn đề thứ ba nữa là bảo vệ thảm thực vật, làm sao là cái bộ rễ của sầu riêng nó không bị sốc. Kỹ sư có khuyến cáo gì với các nhà nông về việc chúng ta chăm sóc làm sao cho tiết kiệm kể cả nước lẫn phân bón ạ? Trong cái giai đoạn này tùy theo từng vườn thì chúng ta sử dụng những cái công thức phân bón mà chúng tôi thường khuyến cáo bà con, ví dụ như là công thức là 3 số 15 15 15 15 NPK, công thức phân bón là 14 7 17 cũng NPK mặt trời mới, thì chúng ta có thể là nhìn cái tình trạng của cái cây mà chúng ta có thể bón với số lượng là bao nhiêu ký trên cái một gốc. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng luôn khuyến cáo bà con rằng là cái vai trò của phân hữu cơ là hết sức quan trọng. Hữu cơ là một cái nền tảng để mà canh tác bền vững. Muốn tận dụng được tốt, sử dụng hóa học thì cái nền tảng hữu cơ phải tốt. Và mặt trời mới chúng tôi cũng có cái sản phẩm phân hữu cơ mà bà con trên thị trường gọi là phân nở. Thì hiện tại chúng tôi cũng có hết trên thị trường để mà cung cấp cho bà con. Và một lần nữa cảm ơn kỹ sư Nguyễn Văn Đạo cũng như là nhà nông Lầu Xin Điệp đã có những chia sẻ để cho bà con nông dân toàn tỉnh cũng như là cả nước hiểu được về việc chúng ta chăm sóc cây sầu riêng ở trong giai đoạn đậu trái và gần thu hoạch. Hy vọng rằng bản tin Kinh tế Nông nghiệp đã chia sẻ cho quý vị và bà con nông dân những thông tin rất hữu ích để chúng ta có thể lưu ý và chăm sóc cho vườn cây của nhà mình. Anh Hữu Trung thật là tuyệt vời, và Hằng My cũng được bước là có thể đến với mô hình này để có thể lắng nghe chia sẻ của người nông dân này. Và Hằng My có một chút ghen tị với anh Hữu Trung đấy nha. Cũng không quên đó là chúc nhà nông Lầu Xin Điệp dồi dào sức khỏe và có một vụ mùa bội thu ạ. Thưa quý vị và bà con, trong bản tin Kinh tế Nông nghiệp nhiều số trước thì chúng tôi đã đề cập đến kinh nghiệm đối phó trước bão giá thức ăn chăn nuôi của người nông dân Bình Phước. Và hiện nay thì nhiều nông dân Bình Phước đã chủ động chuyển đổi mô hình chăn nuôi và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để làm thức ăn chăn nuôi, vừa tiết kiệm chi phí này, vừa nâng cao thu nhập, còn làm sạch môi trường nữa anh Hữu Trung ạ. Đúng là như vậy đấy Hằng My ạ. Và kính thưa quý vị cũng như là bà con nông dân, trong quá trình chuyển đổi mô hình chăn nuôi heo rừng lai với đặc tính là hoang dã, dễ nuôi, ít tốn công chăm sóc, lại có sức đề kháng tốt, đã được nhiều nông dân tại ấp 1 xã Đồng Nơ, huyện Hấn Quảng, tỉnh Bình Phước lựa chọn để ổn định thu nhập nữa đấy. Vâng, thưa quý vị và bà con, sản phẩm heo rừng lai xã Đồng Nơ thì cũng được các cấp ủy, chính quyền và hội nông dân xã đang tiến hành các bước xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm heo rừng lai ở xã Đồng Nơ. Có kinh nghiệm 15 năm chăn nuôi heo nái CB, nhưng trước tình hình dịch bệnh và giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, năm 2020, gia đình bà Nguyễn Thị Xuyến, ấp 1 xã Đồng Nơ, quyết định chuyển sang chăn nuôi heo rừng lai để ổn định thu nhập. Heo rừng lai thì mình vẫn nuôi là vẫn kinh tế vẫn hơn là heo trắng. Do nó không ít bệnh, giá bán thì là lúc chưa có dịch bệnh thì là 150 một ký, còn như bây giờ thì nó chỉ được 100, 120 thôi.
Đối với những gia đình có vườn rộng như gia đình ông Ngô Quý Sửu, việc chăn nuôi heo rừng lại thuận tiện hơn rất nhiều bởi chuồng trại đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần xây dựng chuồng tạm và vây lưới xung quanh để tạo thành một không gian riêng cho heo vận động là được. Thức ăn của heo rừng lai thì vô cùng đơn giản, từ chuối, rau, bầu bí, khoai, sắn đều có thể tận dụng được nên giảm được chi phí trong chăn nuôi. Còn heo này đỡ cái là thuốc men đỡ, mình không có lo. Ví dụ ăn chuối hay mình cám lao với bắp này kia mình độn mình kiếm thêm cũng được. Nó vẫn có kinh tế hơn. Được sự hỗ trợ nguồn vốn của Hội Nông dân huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, mô hình chăn nuôi heo rừng lai ấp 1 xã Đồng Nơ ngày càng mở rộng. Đến nay toàn ấp đã có 15 hộ nuôi với số lượng lên đến hơn 500 con. Hiện nay là do tình hình dịch bệnh với lại giá thức ăn nó cũng cao á, nhưng mà là tổ nuôi heo rừng này các hộ trong tổ đều nuôi có hiệu quả, đạt hiệu quả cao tại vì tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có như là cỏ hoặc là chuối trong vườn, rồi cho thêm thức ăn so với heo tắng thì lãi và thu nhập này nó cao hơn. Nên là người dân ta cũng yên tâm phát triển cái chăn nuôi heo rừng lai này. Mặc dù mới triển khai trong vòng 3 năm nay, nhưng mô hình heo rừng lai ở ấp 1 xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản đã giúp bà con nông dân nâng cao thu nhập trong thời kỳ bão giá, là cơ sở để địa phương xây dựng thương hiệu cho sản phẩm heo sạch đạt tiêu chuẩn OCOP trên quê hương Đồng Nơ. Anh Hữu Trung này, khi mà nhắc đến ruồi, muỗi hay là côn trùng, đặc biệt là côn trùng thì chúng ta sẽ nghĩ đến là tiêu cực một chút, đó là nó sẽ gây ra tác hại đến với sức khỏe của con người, đúng không nào? Đúng rồi đấy Hằng My. À vâng, nhưng mà có một loại côn trùng thì rất là có ích đấy anh Hữu Trung. Thì hữu ích như thế nào thì Hằng My cũng phải chia sẻ cụ thể một chút nào. Nó có tên gọi cũng rất là dễ thương, đó chính là sâu canxi. Nó có thể sử dụng làm thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm hay là thủy sản, mà đặc biệt đó là nó còn xử lý rác thải hữu cơ để làm phân bón hữu ích cho cây trồng nữa đấy. À đây là cái bí mật ở đầu chương trình mà Hằng My đã chia sẻ rồi phải không? Vâng, đúng như vậy đấy anh Hữu Trung. Thưa quý vị và bà con, đó là mô hình nuôi vịt trời và gia cầm từ ấu trùng ruồi lính đen của chị Nguyễn Thị Linh ở xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Ngay bây giờ thì chúng ta cùng ghé thăm mô hình này nhé. Hơn 2.500 con vịt trời, gà đẻ trứng trong trang trại của chị Nguyễn Thị Linh ở xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước hoàn toàn không sử dụng cám công nghiệp. Những phụ phẩm nông nghiệp như bã dừa, bã đậu, lục bình, các loại rau xanh, chuối cây đều được tận dụng để phối trộn với ấu trùng ruồi lính đen do trang trại gây nuôi. Ruồi lính đen là loài côn trùng không gây hại, phân bố khắp nơi trên thế giới và không mang các tác nhân gây bệnh như ruồi nhà. Thức ăn của chúng khá đa dạng, đồng thời cũng là chất nền, từ phân bón đến các loại rác thải thực phẩm. Tất cả mọi quy trình mà sản xuất ra thức ăn là hoàn toàn là quy trình khép kín. Bà con nông dân nào cũng có thể là tự sản xuất thức ăn lấy trong chính cái trang trại của mình. Chúng ta chỉ cần một cái miếng đất nho nhỏ thôi và nó xa khu dân cư một chút và nó có nguồn nước thì chúng ta có thể là tự sản xuất lấy nguồn thức ăn mà dành cho tất cả các loại vật nuôi trong trang trại của chúng ta. Ấu trùng ruồi có thể cô đặc, sấy khô, phối trộn với các chất dinh dưỡng của ruồi lính đen khác làm thức ăn thay thế hoàn toàn bột cá trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Đây là loại mồi sống rất thích hợp làm thức ăn cho các loại gia súc, gia cầm, thủy hải sản. Chúng còn bổ sung canxi và phốt pho cho gia cầm như gà, vịt, ngan gỗng, giúp bổ sung chất dinh dưỡng, tăng sức đề kháng, kích thích da lông tốt. Ngoài ra, ruồi lính đen còn rất phù hợp với nhiều loại thú cưng khác như là cá cảnh, chim cảnh, bò sát, kỳ tôm. Chúng còn là loại côn trùng có ích. Chúng có thể xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón hữu ích cho cây cảnh. Lúc mà vào coi tất cả cái mô hình thì đều thực tế và phối trộn cám thì mình cũng tự tay làm trộn tại thì tính là giá thành nó khoảng được 1/3 thôi, nhưng mà nếu như tận dụng hơn được nữa thì nó còn giảm hơn được nữa. Thực tế cho thấy mô hình nuôi vịt bằng ấu trùng ruồi lính đen mang lại nguồn lợi khá lớn cho người chăn nuôi khi chủ động nguồn thức ăn hoàn toàn từ hữu cơ, thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn với vật nuôi và sức khỏe con người. Ấu trùng ruồi lính đen còn có tác dụng tuyệt vời trong xử lý rác thải. Ngoài ra, mô hình còn đem lại lợi nhuận từ việc cung cấp nguồn nguyên liệu cho các cơ sở chăn nuôi, trồng trọt khác trong và ngoài tỉnh Bình Phước.
Thưa quý vị và bà con, với hàm lượng dinh dưỡng cao, ruồi lính ten cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho gia cầm, còn giúp sản phẩm đạt chất lượng cao khi mà xuất ra thị trường, lại an toàn cho sức khỏe nữa, đúng không anh Hữu Trung? Vâng, kính thưa quý vị và bà con nông dân, với giá trị kinh tế mang lại từ mô hình ruồi lính đen kết hợp với chăn nuôi, và tin rằng thì mô hình này sẽ được nhân rộng trong thời gian tới, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho các gia đình ở khu vực nông thôn của tỉnh Bình Phước của chúng ta nữa. Đến đây, bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và báo Bình Phước cũng xin được khép lại. Vâng, và một lần nữa chúng tôi luôn luôn cảm ơn phân bón mặt trời mới Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Phước đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.